Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong chương trình hôm nay, Thảo Ly và Lan Vy sẽ trình bày với quý vị và anh chị em những tin vui vừa diễn ra trong các ngày qua tại Vatican và Ba Lan. Giáo hội có thêm một chân phước và bốn bậc đáng kính. Hôm thứ Sáu, mùng 10 tháng 7 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã truyền cho Bộ Tuyên Thánh ban hành các sắc lệnh sau. Sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của Tôi Tới Chúa Maria Antonia Sama, giáo dân, sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1875, tại San Andrea Gioinio, Ý, và chết ở đó vào ngày 27 tháng 5 năm 1953. Sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Tôi Tới Chúa, Eusebio Francesco Cini, còn được gọi là cha Kino, linh mục dòng tên, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1645 tại Segno, Ý, và mất tại Magdalena, Mễ Tây Cơ, vào ngày 15 tháng 3 năm 1711. Sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Tôi Tới Chúa Mariano José de Ibargel Gotia il Giuloaga, linh mục triều, đồng sáng lập tu hội bác ái các Tôi Tới Chúa Giêsu, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1817 tại Ilba, Tây Ban Nha, và qua đời tại đó vào ngày 31 tháng 1 năm 1888. Sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Tôi Tới Chúa Maria Felix Torres, là vị sáng lập dòng đồng hành cùng Đấng Cứu Thế, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1907 tại Aldeba, Tây Ban Nha, và qua đời tại Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 12 tháng Giêng năm 2001. Sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Tôi Tới Chúa Angiolino Bonetta, giáo dân thuộc Hiệp hội các công nhân thầm lặng của Thập Giá, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1948 tại Ciccole, Ý, và qua đời ngày 28 tháng Giêng năm 1963. Từ năm 1983, tiến trình tuyên thánh trong giáo hội Công giáo trải qua các bước như sau. Thứ nhất là tuyên phong lên hàng Servus Dei, nghĩa là Tôi Tới Chúa, rồi đến bậc Venerabilis, nghĩa là bậc đáng kính, sau đó là Beatus, nghĩa là chân phước, và cuối cùng cao nhất là được tuyên thánh Sanctus. Như thế, với các sắc lệnh này, giáo hội có thêm một chân phước và bốn bậc đáng kính. Các giám mục Ba Lan hài lòng thấy Tổng thống Andrzej Duda được tái đắc cử. Cha Rafael Andrianik, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết các giám mục nước này hài lòng với kết quả của cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại Ba Lan. Tổng thống Andrzej Duda, một người công giáo thuần thành, luôn ủng hộ lập trường của các giám mục Ba Lan trong các vấn đề liên quan đến phá thai, an tử, hôn nhân và gia đình, đã chiến thắng với 68,2% số phiếu sau khi 99% số phiếu đã được kiểm. Trong khi các giám mục Ba Lan bày tỏ niềm vui trước chiến thắng của Tổng thống Andrzej Duda cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới, hầu hết các phương tiện truyền thông Tây Phương đã mô tả rất tiêu cực kết quả này và coi đó là như một thảm họa đối với trào lưu đồng tính tại Ba Lan. Không giống như hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu, Ba Lan đã không hợp pháp hóa cái gọi là hôn nhân đồng giới, và hiến pháp của nước này quy định cụ thể rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Các cuộc thăm dò dư luận của nước này đã nhiều lần cho thấy người Ba Lan không tán thành các kết hiệp đồng giới cũng như quyền của các cặp đồng giới được nhận con nuôi. Trong suốt hàng mấy tháng trời, bắt đầu từ giữa tháng 6 năm 2019, lần đầu tiên sau khi Cộng sản sụp đổ trên toàn cõi Âu Châu, các tín hữu Ba Lan đã thấy niềm tin Kitô của mình bị công khai xúc phạm trên các đường phố.
Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết ít nhất 2,6 triệu người nước ngoài đã nhập cảnh vào Ba Lan để tham dự các cuộc diễn hành đồng tính nổ ra trên hầu hết các thành phố lớn của Ba Lan. Có nơi chỉ một vài trăm người, nhưng cũng không thiếu các trường hợp quy tụ được cả chục ngàn người, đặc biệt là người trẻ. Các nhà hoạt động đồng tính diễn các vở kịch diễu cợt phục vụ công giáo, công kích giáo lý công giáo, bị bán Đức Mẹ, nói những lời lộng ngôn, coi tôn giáo như một rào cản, ngăn không cho con người được hưởng tự do. Các cuộc biểu tình đồng tính chỉ ngừng lại vì đại dịch coronavirus kinh hoàng. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống Andrzej Duda đã mạnh mẽ chống trào lưu đồng tính và cảnh cáo người Ba Lan rằng trào lưu này còn nguy hiểm hơn trào lưu cộng sản trong thế kỷ trước. Nhận định này của ông đã khiến các phương tiện truyền thông Tây Phương phò đồng tính tấn công rất mạnh. Tường thuật rất tiêu cực về chiến thắng của ông Andrzej Duda, thông tấn xã Reuters viết. Tổng thống bảo thủ sâu sắc của Ba Lan, Andrzej Duda, đã giành được thêm 5 năm nắm quyền, và điều đó có nghĩa là nước này có khả năng thấy mình bị cô lập hơn nữa trong Liên minh Âu Châu. Từ ngữ cô lập ở đây chỉ có nghĩa là không hòa vào làn sóng đồng tính ở Tây Phương, nhưng nó không có nghĩa gì về mặt kinh tế, chính trị và quân sự. Đối thủ của ông Andrzej Duda là thị trưởng thủ đô Warsaw, Rafael Trzaskowski. Sáng thứ Hai 13 tây tháng 7, khi 90% số phiếu đã được đếm và đã dẫn trước với tỷ số ít nhất là 52% số phiếu bầu, ông Andrzej Duda tuyên bố thắng cử. Các phương tiện truyền thông Tây Phương cay cú với kết quả này đến mức hết còn biết làm toán, vẫn còn cho đăng các tiêu đề Too close to call, chưa thể phân thắng bại. Trong diễn từ chiến thắng, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc gia, Tổng thống Andrzej Duda nói, nếu bất cứ ai bị xúc phạm bởi bất cứ điều gì tôi đã làm hoặc đã nói trong 5 năm qua, không chỉ trong chiến dịch tranh cử vừa rồi mà thôi, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi muốn bảo đảm với các bạn rằng tôi tôn trọng các bạn giống như tôi tôn trọng tất cả đồng bào của mình, bất kể quan điểm của họ là gì. Giống như tôi đã nói trong chiến dịch, có và phải có một nơi dành cho tất cả mọi người dưới lá cờ trắng và đỏ, cờ chung của chúng ta ở bài quốc ca. Trong diễn từ chấp nhận thua cuộc, Rafael Trzaskowski nhận định đó là một thất bại xích xáo. Ông cam kết biến Ba Lan thành một quốc gia khoan dung hơn và tăng cường quyền của người đồng tính thông qua việc giáo dục đồng tính và ý thức hệ giới tính trong các trường học. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thay đổi Ba Lan, ông nói với những người ủng hộ ông. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.